Triển khai thực hiện nghị quyết 128 của Chính phủ, hiện nay Đà Nẵng cũng đã bắt tay triển khai việc thí điểm cách ly, điều trị F0 tại nhà. Đây là giải pháp quan trọng để thích ứng an toàn, linh hoạt trong điều kiện hiện nay và việc điều trị sẽ tuân thủ theo hướng dẫn chuyên môn chặt chẽ, theo hướng dẫn của Bộ Y tế để đảm bảo hiệu quả điều trị và tránh những nguy hiểm có thể dẫn đến tử vong. Để thông tin rõ hơn về vấn đề quan trọng này, phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng. Trước hết, xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Thưa bác sĩ, thì hiện nay thì Đà Nẵng đã bắt đầu triển khai cái việc cách ly điều trị F0 tại nhà, là đơn vị được giao đảm bảo về chuyên môn. Thì cho đến nay thì Bệnh viện Đà Nẵng đã có những cái hướng dẫn cũng như là hỗ trợ về mặt chuyên môn như thế nào cho y tế cơ sở trong việc triển khai việc cách ly điều trị F0 tại nhà. Đến thời điểm này thì bệnh viện đã gần như là hoàn tất cái công tác đào tạo, và tổng số tất cả các nhân viên y tế mà được chúng tôi đào tạo một cách thành thục đến thời điểm này thì gần 600 nhân viên y tế là bước đầu. Thì tất cả các quy trình đào tạo thì chúng tôi cũng gần như là bám sát xây dựng trên các cái cơ sở dữ liệu của Bộ Y tế. Thứ hai nữa là đến cái thực tế của Đà Nẵng. Chúng tôi đã xây dựng các cái sổ tay điều trị cho các cái bệnh nhân COVID-19 tại nhà. Thì qua cái sổ tay này thì tất cả các cái nội dung liên quan tới công tác điều trị, kể cả là công tác là chăm sóc, quản lý, rồi theo dõi, rồi phân tầng người bệnh, yếu tố nguy cơ. Thì trường hợp nào là đánh giá là trường hợp điều trị tại nhà được, trường hợp nào là không thể nào điều trị tại nhà để mà chuyển tuyến lên các cái tuyến điều trị theo phân tầng, hay là trường hợp nào là chúng ta xem là những yếu tố bắt buộc phải đi điều trị ngay tại các bệnh viện, gắn liền với cái đào tạo về công tác mà điều trị thực hành chăm sóc với lại các công tác kiểm soát nhiễm khuẩn. Làm thế nào mà tránh cái tình trạng là điều trị F0 tại nhà lây nhiễm cho những người khác, kể cả những người trong gia đình và cho cộng đồng. Đến nay thì nhiều địa phương trong cả nước đã tiến hành cách ly điều trị F0 tại nhà, và gần đây thì trên mạng xã hội lại có nhiều thông tin hướng dẫn không đúng về việc cách ly điều trị F0 tại nhà. Xin bác sĩ cho biết là điều này nó gây nguy hiểm như thế nào, và bác sĩ có khuyến cáo như thế nào để tránh tình trạng là người dân tự ý mua thuốc để mà điều trị tại nhà? Chúng tôi thấy rằng đây là một cái mối lo lắng của những thầy thuốc như chúng tôi. Thì như các anh chị đã biết rằng là các cái gói thuốc điều trị F0 tại nhà thì được các cái khuyến cáo từ chuyên môn thì chúng tôi cập nhật rất là bài bản thường xuyên. Trên mạng xã hội hiện nay nó có rất là nhiều cái thuốc, đặc biệt là thuốc kháng viêm và thuốc chống độc. Thì những cái thuốc này á, nếu như mà chúng ta sử dụng không đúng thì nó rất nguy cơ cho người bệnh. Đối với những trường hợp mà bệnh nhân mà nhẹ, không có triệu chứng thì những cái thuốc này tôi nghĩ rằng là chúng ta khoan sử dụng cho người bệnh. Chứ còn nếu mà chúng ta sử dụng quá sớm thì chúng ta đẩy bệnh nhân đến cái nguy cơ rất là cao, đó là cái nguy cơ của vấn đề là suy giảm các cái sức đề kháng của người bệnh. Thứ hai nữa là rối loạn của vấn đề đông cầm máu của người bệnh. Thì đã có những cái ca bệnh được báo cáo rất là nặng nề do sử dụng những cái thuốc này không đúng từ những cái tự ý của người dân mua trên mạng. Đối với lại là Đà Nẵng thì chúng tôi cam kết đến thời điểm này là các cái thuốc mà điều trị các ca F0 tại nhà cũng giống như là tất cả các cái cơ sở y tế đều đầy đủ và nó có đúng theo các cái trình tự thủ tục cũng giống như là các cái chỉ định của những thuốc này đưa ra. Và nhân viên y tế chúng tôi sẽ bám sát và sẽ cho chỉ định cụ thể cho từng trường hợp một nếu như mà có chỉ định. Chứ còn chúng ta không nên và tuyệt đối là không được mua những cái thuốc này mà tự ý thì nó rất là nhiều cái nguy cơ rất có hại cho người bệnh và nó không cần thiết. Đấy. Cho nên cái điều này thì chúng tôi cũng sẽ có những cái hướng dẫn cụ thể chi tiết đối với lại từng cái ca F0. Và là trường hợp nào đánh giá nguy cơ cao thì nhân viên y tế sẽ phân tầng và sẽ đưa bệnh nhân đến các cơ sở y tế ngay. Còn lại ở nhà thì chúng tôi sẽ có những thuốc men hỗ trợ ở nhà. Như vậy chúng tôi đảm bảo rằng là các cái ca F0 mà đủ tiêu chuẩn dùng thuốc thì đều phải có thuốc đến cho bệnh nhân. Như vậy là các bệnh nhân khi mà được cách ly điều trị ở nhà yên tâm, và chúng ta sẽ có đầy đủ thuốc của chương trình đến với lại bệnh nhân.